Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình sẽ nói về cây bơ bút. Đó là vấn đề mà bà con luôn thắc mắc là sau khi thu hoạch xong cây bơ bút á, thì chúng ta nên bón phân gì để cho cái bơ bút nó làm hoa vào năm mới. Thì clip hôm nay á, thì sau khi thu hoạch xong á, thì bà con tiến hành làm cành. Làm những cành nào mà không có khả năng ra hoa, hay những cành mà chim, cành bánh tẻ, nói chung là không có thể ra hoa, năng suất nó kém, thì bà con tiến hành làm cành. Thì tán như thế nào, tàn như thế nào nó hiệu quả, thì ở trong clip này mình quay á, những cái tàn bơ, những cái tán bơ như thế nào thì ra hoa hiệu quả. Thì đây là những cái tán bơ mình đã làm cành, và trong giai đoạn này đó là cho ra hoa. Những cái bơ này mới có 3 năm tuổi thôi, năm này là năm ra hoa đó. Mình sẽ quay hết cái tán bơ đó bà con xem. Tán rất đều tròn đẹp á, như ở cái bơ này á, mình quay rất là chậm và chi tiết để bà con xem á. Thì nói chung á, là cái bơ vừa xong thu hoạch xong á, thì bà con nên bón cho mình là lăng. Cái lượng lăng thì luôn là ở cao, để cho quá trình phân hóa mầm hoa nó đạt được năng suất cao hơn. Sau đó khi mà nó già lá, chúng ta tiến hành kích hoa cho thuốc nó ra. Thì clip này mình quay là những cây bơ tán đều rất là to đó, các bạn xem đi. Đây là những cây bơ bút rất là to, 3 năm tuổi đó. Mình làm cành tạo tán rất là chi tiết, thì để cho năm 2018 này nó ra hoa và kích hoa nó được hiệu quả cao hơn, không bị rụng. Đó, mình quay rất là chi tiết cho bà con xem đó. Thì clip này mình cũng quay ở gần cuối clip là mình nói về những cái mô hình mà cách thức mà để cho cái hiện trạng mà chống rụng bơ, chống rụng hoa bơ. Vì cái rụng hoa bơ này ảnh hưởng liên quan đến thời tiết và khí hậu, cái đó nên mình không thể can thiệp được. Cái đó chỉ có là thời tiết và khí hậu là việc của ông trời, của thiên nhiên quyết định. Nên sản lượng hoa đậu được hay không là do thời tiết mưa. Thì để mà khắc phục được cái hiện tượng mà hoa nó rụng nhiều á, thì mình ở cuối clip mình đưa cho bà con xem về cái mô hình làm thế nào để không bị rụng hoa. Thì gồm một cách đơn giản nhất đó là phủ bạt ni lông. Thì ở cuối clip mình sẽ quay và con xem. Thì clip này mình sẽ quay chung về cái tán bơ. Thì những cái bơ này bắt đầu là nó tiến hành là già đọt á, đọt non, nó phát được non này, đọt cuối cùng. Nói chung giờ là ngày, nói chung là cũng được, mình quay clip là ngày 12 tháng 10 này nha. Thì clip này á, thì mình quay để con xem xảo về cái những cái bơ 3 năm tuổi á, hoặc những cái bơ mà không ra bông á. Thì bắt đầu hiện tượng này bắt đầu là phát cành lập cuối cùng và già lá. Thì cái này, cây bơ này mình đã đặt chuẩn rồi, mình không có làm cành gì nữa, nên bà con cứ xem sơ về cái tán bơ để cho mình ai có nhu cầu mà làm bơ thì cứ nhìn qua xung quanh cái tán, nó đều, trái đều, họ nó tán đều, có nghĩa là nó ra hoa ra trái sẽ đều cho cây, khả năng đậu rất là cao. Thì mình sẽ quay ở ngoài mà tiến hành quay luôn ở trong thân để cho các bạn xem. Ở trong thân luôn phải là tươi thoáng nha, nó là cũng thoáng phải cao hơn. Đó, mình quay rõ cho mọi người xem á. Đó là vườn này, vườn bơ bút trồng sen cà phê với tiêu, sầu riêng. Còn đây là trong tán của cây bút á, cây bơ 3 năm tuổi đó. Các bạn thấy không, tán rất đều, xum xê á. Bên trong làm rất là thông thoáng, nhưng ở ngoài á, bạn nhìn vô thấy nó cái chung là xum xê, tưởng nó rộng lắm á, nhưng thực chất ra bên trong rất là thoáng đó. Đó, rất là thoáng. Thì mình khuyên bà con có nghĩa là chuẩn bị vào giai đoạn mà làm bông á, sau khi thu hoạch á, thì bà con nên bón cho mình đó là lượng lăng cao, ưu tiên là lăng, để cho quá trình phân hóa mầm hoa nó dễ. Đó, làm quay rất là tươi thoáng đó. Đó, mình nhắc lại bà con nha. Thì xong cái cây này mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái cách mà tránh mưa. Nếu năm nay chúng ta kích bông sớm á, thì có thể tránh được cái tình trạng mà mưa sẽ làm không rụng hoa. Và tất nhiên bông sớm thì để trái sớm, và trái sớm mình sẽ hướng dẫn cho bà con phun một số loại thuốc sinh học để chúng ta giữ được trái lâu. Thì vì nó khó ở chỗ là thời tiết mưa thì hiện trạng rụng bông, nên mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bà con ở chỗ đó. Thì đây là những cái mô hình mà trồng sen cà phê á, mà bà con nông dân của mình quay lại để cho bà con nông dân của ta có thể đưa ra những phương pháp mà khắc phục cái lượng hoa chúng ta nó không có rụng. Đây là cái hình đầu tiên, hình là che. Hình thứ hai mình sẽ quay kỹ hơn, hình ảnh kỹ hơn cho bà con xem, đó là hoa nằm dưới bạc thì nước nó không vô vào thì tất nhiên cái hiện trạng mà rụng hoa sẽ khó rụng. Đó, mình nhắc bà con nha. Sau khi mà nó hình thành được trái non thì lúc đó bà con vui lòng phun thuốc sâu và phun canxi bo rồi chặn đọt để tránh tình trạng mà bò xiết nó chích trái là thối đen hết. Đó là thân thấy hoa. Thì hoa trồng sen cà phê nói chung là rất là nhiều, nhưng mà cái việc hoa nhiều với cái việc đậu trái là hai cái việc mà tất cả bà con ai cũng đều thắc mắc hết. Thì đó mình khuyên bà con là nếu là phương pháp thủ công ai có điều kiện làm được thì phủ bịch ni lông là rất là tốt, thì khả năng đậu hoa hầu như là được từ 80 đến 90%, thì không bị ảnh hưởng của nước mưa nên sẽ đậu cao. Đó, cái hình này mình quay cụ thể là hoa đó. Thì mình nhắc cũng lại là để khuyên cho bà con thì thời gian này cũng thời gian chuẩn bị thu hoạch bơ bút. Thì sau khi thu hoạch thì bà con tiến hành rửa vườn cho mình rồi tỉa cành và để cho những cái cành mà bà con đã chừa vào già đọt lần này chúng ta tiến hành cho hoa ra lớn mới để có một mùa bơ năm 2018 được trang sức cao. Thì cảm ơn bà con, thì bà con cứ đăng ký kênh đi. Mỗi clip mình quay mình đều chỉ mong bà con được ủng hộ một cái việc đăng ký kênh. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.